nay David giải thích cho Việt Anh về cái quản trị của cái no-loss system, một trong những cái giải pháp hedging. Thì thời gian vừa qua đấy thì cũng phổ biến cái no-loss system này, bây giờ nó cũng không phải là mới nữa. Trong năm 2021 thì cái xu thế no-loss system là một trong những yếu tố để khách hàng người ta tin tưởng và đưa ra các giải pháp để không bị thua lỗ. Bởi vì tỷ lệ đầu tư thua lỗ cũng trong thời gian qua cũng khá là nhiều. Trong Bitcoin như vậy thì cũng có cái tỷ lệ lỗ rất là cao, chứng khoán cũng vậy. Thế thì người ta có thiên hướng là giao dịch no loss, người ta hedging ở các cái trạng thái. Thì hôm nay thì là một cái ví dụ để giải thích đến Việt Anh. Việt Anh thời gian vừa qua Việt Anh thấy giá của bảng Anh lên rất là cao đúng không? Đúng rồi. Bảng Anh thời gian gần đây tăng rất là mạnh, Đúng rồi. tăng liên tục từ tuần này qua tuần khác. Trong cái trend mà mình mua ấy thì người ta nói rằng là nếu trong trường hợp mình bám trend cái tỷ lệ lên nó rất cao đúng không ạ? Nhưng nếu trong trường hợp mình bán ấy là mình bị stop loss, mình không phân bổ khối lượng lớn là mình đã bị stop loss. Và có rất nhiều người nói rằng là trong sóng lớn nó có sóng nhỏ, với cái tỷ lệ thì ăn ở các con sóng nhỏ. Thế thì khi mà mình phân bổ kém một cái là mình sẽ đi trong con sóng đấy, mình sẽ bị stop loss liên tục. Và trong cái phân tích bảng Anh của Team Gen thời gian vừa qua đúng không ạ, Trang phân tích kỹ thuật này, cái bài và bảng Anh mở rộng đà tăng nản lòng phe bán. Thực tế thì những chuyên viên họ đánh bảng Anh trong cái giai đoạn này thì người ta tập trung vào kênh mua, nhưng tỷ lệ chốt lời chắc chắn là không được hết trend Chính xác. mà chỉ giới hạn và đưa ra những cái khung giá để mà người ta có thể chốt lời. Người ta không ăn hết được trend được, bởi vì người ta sẽ tính được mốc cản, nhưng khi phi kỹ thuật thì lập tức là nó sẽ vượt cản và tiếp tục nó sẽ bơm tiếp. Vậy thì người ta đưa ra các giải pháp này dài hạn thì sẽ tốt hơn. Có thể nó lên trong vòng một tuần, nhưng nhà đầu tư thì thường có xu hướng là đánh ngắn bởi vì cái số vốn nó nhỏ đúng không ạ? Và trong cái bài của phân tích kỹ thuật này thì bên Gen cũng như là Việt Anh đưa ra các giải pháp để lên đúng không? Việc bán tháo là gây hoang mang đúng không ạ? Lợi suất đang tăng vì những lý do chính đáng, nhưng tốc độ sự dịch chuyển của lợi suất thực tế có thể bắt đầu gây lo ngại cho thị trường chứng khoán. Vì thế là bất ổn trong cái cộng đồng G10. Thì hôm nay phân tích về cái bảng Anh thì nó vẫn cứ lên. Thế thì hôm nay tôi muốn nói về cái no loss system. Vì sao lại có thể bảo hiểm được? Bởi vì tôi đem bảng Anh cái cặp GU tôi sẽ bán ở một trạng thái và GU tôi sẽ bán ở mua ở một trạng thái khác, ở hai sàn riêng biệt. Do vậy tỷ lệ chốt lời sẽ thông qua cái tỷ lệ take profit của khối lượng mà phòng kỹ thuật phải chia ra, khiến cho nếu trong trường hợp chúng ta bị thất bại ở trạng thái bán thì chúng ta sẽ có bảo hiểm ở trạng thái mua, và chúng ta sẽ tính toán được cái trạng thái mua sẽ có được cái vị thế lớn hơn cái tỷ lệ trả lãi cho ngân hàng, nó rơi vào 2,5 đến 8% một tháng đó. Thì cân đối cái việc tổng cái lượng tài khoản với những cái tài khoản là 15k, 20k hay là 50k để phân bổ được cái khối lượng mà chúng ta sẽ phải điều phối vào các sàn để chúng ta mua và bán. Trong cái no loss system đúng không ạ? Chúng ta sẽ có các cái ví để chúng ta điều tiền vào đúng không ạ? Các trạng thái hedging, các cái trạng thái xem được cái tổng cái lợi nhuận đó, các cam kết của công ty cũng như là các thông tin người dùng, thông tin ngân hàng cũng như là quản lý đó. Thì theo như chúng ta đã thấy, cái việc mà chúng ta hedging và chuyển giá của bảng Anh trong lúc này cũng như là vàng trong lúc này, thì em có đánh giá gì về cái tỷ lệ profit trong thời gian này? Thời gian này thì cái trend đang là bảng Anh lên và vàng xuống. Đấy, nên là nếu khi chúng ta hedging ấy, chúng ta sẽ tập trung vào vị thế mua bảng Anh chênh lệch hơn so với vị thế bán.
thì cái con sóng của chúng ta đang đi theo rất là lớn đúng không? Thì em nghĩ là cái tỷ lệ chốt lời rất là cao. Trong cái quá trình về tính ra tính toán cái tỷ lệ chốt lời, chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta mua và bán ở vị thế cân bằng, đó, sell và buy, đó, sell và buy vị thế cân bằng, thì bây giờ ấy đã xuất hiện được cái vị thế buy, đúng không? Rõ hơn. Chính Ok, xác, bài rõ do hơn. vậy tổng cái lượng mua và bán ấy, em sẽ phải tập trung toàn bộ các cái phân tích để vào cái việc mà mua nhiều hơn để kích thích được cái trạng thái thắng, kích thích được cái trạng thái tốt hơn. Đó. Và em tưởng tượng rằng là trong phòng kỹ thuật khi mà đưa ra các cái yếu tố buy và sell khi nó chưa rõ ràng, kể cả vàng cũng vậy, hay là Japan Yen, nhưng mà chúng ta thường chọn các vị thế của bảng Anh bởi vì nó liên quan đến cán cân, nó liên quan đến cái tốc độ tăng xu hướng và nó có nhiều cái diễn biến ảnh hưởng. Vậy thì trong vòng 2 đến 3 ngày là em sẽ nhìn thấy được phe nào sẽ thắng. Ví dụ nếu em tập trung vào vàng, em sẽ nhìn thấy phe mua đã thắng hay là phe bán đã thắng ở cái tỷ lệ, cái trường phái của H4. Do vậy cái lượng hedge của em trong cái giai đoạn thứ nhất đó là buy và sell, em biết phe nào thắng. Vậy thì trong bảng Anh lúc này phe nào thắng? Tất nhiên là phải mua rồi. Và em sẽ tưởng tượng được gia tăng cái vị thế của phe mua khi có điều chỉnh. Ví dụ khi em buy và sell ở cái trạng thái mua của một sàn, buy một sàn, em đang cân bằng. Volume em sẽ cân đối giữa cái việc mà lượng cân bằng ở thời điểm hiện tại với thời điểm khoảng 3 ngày nữa hoặc 5 ngày nữa, thì trong tuần qua thì cái phe mua thắng và gần như nó sẽ rất mong muốn cái tỷ lệ stop out của phe phe bán. Vậy thì em đã nhận thấy rõ ràng, cái nhật ký của phòng kỹ thuật, nhật ký của phòng đầu tư đã nhìn thấy. Vậy sự điều chỉnh đặc biệt tối hôm qua, đúng không ạ? Em cũng biết khi mà sóng của GU xuống như vậy thì rất nhiều tài khoản mong muốn xuống nữa đi, xuống nữa đi. Nhưng thực chất là nó chỉ xuống đến mức độ đấy thôi để làm gì ạ? Đó gọi là điểm điều chỉnh. Do vậy, cái phòng kỹ thuật thì thường là phải ra đòn bồi ở các cái lệnh của phe mua thắng ở cái thời điểm đó. Thì đây là một trong những cái yếu tố để hedging an toàn, gia tăng vị thế của phe thắng nhiều hơn là phe mua hay là phe bán, gia tăng ở vị thế thắng nhiều hơn. Thì đây là một trong những cái kỹ thuật của no loss system, một trong những cái giải pháp mà không thua lỗ và có cam kết. Thì thời gian vừa qua có rất nhiều các cái trạng thái mua và bán cũng không kiểm soát được khối lượng, có nhiều cái trạng thái là gì ạ, tỷ lệ mua tỷ lệ bán nó không rõ ràng, chúng ta chỉ thua ở các trạng thái sideways thôi. Nhưng nếu trong trường hợp các kịch bản mà gì ạ, gia tăng, các kịch bản được bơm tiền, các kịch bản cổ vũ cho từng phe một rất rõ ràng, đặc biệt là trong cái ví dụ của bảng Anh như này, thì chắc chắn là gì ạ, chúng ta sẽ phải gia tăng của cái phe mua, cái phe chiến thắng tốt hơn. Ok, thì hôm nay tôi cũng có trao đổi với Việt Anh và cùng bàn về các cái trạng thái no loss system. Mọi người có thể tham gia ở các cái link ở dưới cái video này để tham gia vào trạng thái no loss system ở một cái mức lãi suất an toàn từ 2,5 đến 8% một một tháng. Hiện tại lãi suất ngân hàng đã hạ xuống khoảng 3,5, 3,7 và 4% một năm. Do vậy cái lãi suất như này các bạn là rất là cao, thật sự là cao. Chúng tôi vận hành cái quỹ gen đưa ra các giải pháp no loss system cho các nhà đầu tư. Cũng như qua đây thì cũng tuyển dụng các cái vị trí đại lý cũng như là các vị trí cộng tác viên cũng như là nhân viên phát triển cái hệ thống no loss cùng gen. Chúng ta có thể chat Zalo cùng với David cũng như là các cái thông tin để lại để chúng tôi có thể liên lạc để chúng ta cùng hợp tác với nhau. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.